Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình sử dụng để có thể tạo được những cái khung hình cho những cái tấm ảnh khá là lớn để cắt ra những cái ảnh mà mình không mong muốn hoặc là để lấy ra những cái phần mà mình muốn mà thôi. Ví dụ như ở đây. Rồi, mình có 3 tấm hình ở đây. Ví dụ như ở tấm hình thứ nhất á, thì mình chỉ muốn cắt cái mặt mình ra thôi. Tấm hình thứ hai thì mình muốn cắt cái phần này ra, mình không có muốn có người lọt vào trong khung hình. Cũng tương tự như vậy, tấm hình thứ ba thì mình chỉ muốn lấy hình phong cảnh ở phía bên trái thôi, không có muốn lấy người bên phải. Thì làm như thế nào? Đầu tiên á, thì góc bên trái của Illustrator thì mình sẽ chọn một cái khung mà mình muốn. Thì ở đây á, có khung hình vuông, rồi hình vuông được bo góc, hình tròn, rồi hình lục giác, hình hình ngôi sao, vân vân. Thì thí dụ như cái hình đầu tiên mình muốn cắt một cái khung hình tròn cho cái mặt của mình thì mình chọn hình tròn, sau đó mình vẽ ra. Các bạn có thể vẽ thành hình oval cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn muốn vẽ một cái hình tròn thật là đối xứng á, khi mà các bạn rê con chuột á, để kéo hình tròn to ra thì các bạn đè nút shift. Thì cái đường tròn này cho dù bạn kéo nó như thế nào thì nó cũng là một cái hình tròn vo chứ nó không có bị biến thành đường oval. Đó, các bạn thả ra. Rồi mình sẽ cho cái hình tròn này nó rỗng ruột. Ở bên đây là màu nè. Thì dấu gạch chéo này là rỗng ruột để mình có thể là thấy được cái mặt của mình nó như thế nào. Cái viền, ví dụ như mình cho viền màu trắng thì cái hình tròn này nó sẽ có cái viền trắng như thế này. Ví dụ như mình cho viền màu xanh đen thì nó sẽ có màu xanh đen như thế này. Thì các bạn có thể canh được đó là nó đã lấy bao nhiêu cái mặt mình. Rồi mình thì muốn cái hình tròn này nó bé bé thôi, lấy đúng cái mặt thôi. Như thế này chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái clipping mask cho các bạn xem. Thì các bạn chọn hết hai cái vật thể này. Ở trong Adobe á, thì các bạn không nhất thiết là phải bôi kéo hết nguyên cái vật thể như vậy, mà các bạn chỉ cần là quét nhẹ vừa trúng hai đứa nó là sẽ chọn được. Sau khi chọn được hai đứa nó rồi á, thì các bạn click chuột phải và chọn Make Clipping Mask. Đó, sau khi các bạn chọn xong á, thì nguyên cái bức ảnh lớn nó sẽ chui tọt vào bên trong cái hình tròn này. Rất là tiện. Tương tự như vậy, đối với cái hình thứ hai thì bây giờ mình muốn cắt tới cái rìa bản thôi, bởi vì có một xíu mặt người lọt vào như thế này. Thì bây giờ mình sẽ chọn vẽ một cái hình vuông. Vẽ một cái hình chữ nhật chứ hả? Rectangle. Thì á, khi mà bạn vẽ cái hình chữ nhật này á, cũng tương tự giống như hồi nãy vẽ hình tròn, nếu mà bạn đè phím shift á, thì cho dù bạn kéo như thế nào đi nữa nó cũng sẽ vuông vức ra thành hình vuông. Còn bây giờ chúng ta đang muốn hình chữ nhật. Rồi. Để mình cho cái viền. Mình cho nó dễ. Bây giờ các bạn nhìn thấy con chuột đó, nó vẫn là cái biểu tượng vẽ hình vuông. Nếu giờ các bạn tiếp tục lick chuột thì nó sẽ tiếp tục vẽ ra nhiều hình vuông khác nữa. Và bây giờ mình không có muốn là mình vẽ gì khác. Bạn quay về cái bảng điều khiển bên tay trái này, bạn click về cái mũi tên đầu tiên. Thì cái mũi tên đầu tiên là dùng để chọn lựa. Rồi mình sẽ nắm cái hình chữ nhật này, tha về theo cái khu vực mà mình muốn. Như ở đây là được rồi nè. Ví dụ như trong bức hình này cái tay áo bên tay phải của mình nó hơi thùng thình, mình không muốn thấy nó luôn thì mình sẽ kéo nó sát lại luôn. À, phía trên góc bảng cũng không đẹp, cho nó xích xuống luôn. Rồi như vậy là mình đã hài lòng với cái khung hình rồi, thì mình sẽ chọn hai đứa nó rồi sau đó click chuột phải, Make Clipping Mask. Nó sẽ chui tọt vào trong đây. Tương tự với hình còn lại mình cũng sẽ làm y chang. Vẽ một cái hình vuông. Rồi sau đó thì rồi tới đây thì chúng ta phải quay trở lại cái mũi tên để chọn. Rồi chọn hai cái hình này. Click chuột phải, Make Clipping Mask. Là nó sẽ chui vào đây. Rồi sau khi mà Make Clipping Mask rồi, có một số hình đó, các bạn thấy nó hơi nhạt đi, các bạn muốn có cái khung á,
thì các bạn cũng có thể nhấn chọn vào cái hình. Ở đây á, cái phần viền của nó, cái phần màu sắc của viền á, đang là không viền thì các bạn chọn một cái màu sắc thôi. Thì lúc này á, nó sẽ có cái viền theo cái màu sắc mà bạn chọn. Tương tự như vậy với cái hình này. Ví dụ như mình chọn viền màu đỏ chẳng hạn thì nhấn vào đây và chọn màu đỏ. Các bạn thấy không? Bây giờ thì cái nền này nó màu đỏ rồi. Bên cạnh việc tạo màu cho viền á, thì các bạn cũng có thể là đổ bóng cho nó. Ví dụ như mình chọn một cái hình đầu tiên, chọn Effect, Stylize, Drop Shadow là đổ bóng. Rồi bây giờ nó đang đổ bóng màu đen nè. Các bạn nhấn Preview để xem thử. Đó, thì cái này nó sẽ đổ bóng như thế này. Các bạn có thể cho đổ bóng màu khác luôn. Ví dụ như mình sẽ thử cho đổ bóng màu hồng tím. Đó, thì cái hình ảnh nó sẽ như vậy. Và các bạn có thể chỉnh ở đây là bóng đổ dài hay đổ ngắn, đổ nghiêng về phía bên nào. Rồi nhấn OK. Xong, vậy là bây giờ bạn có thể cắt sửa hình ảnh của mình cho nó vào cái khung mà bạn mong muốn. Và các bạn cũng có thể tạo viền với màu sắc mà các bạn yêu thích hoặc là đổ bóng. Hy vọng là video clip này bổ ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy xem thêm những video clip khác của Tạch Viva nhé.